Hey yo, chào mừng bạn đến với Moinline Star, bản bóp mới nhất cho Brawl Star, nơi mà các bạn có thể có những trang phục tuyệt vời và độc đáo nhất. Moinline Star là bản mod mới nhất cho Brawl Star với các nhân vật mới, trang phục mới, các gadget và Super Power mới. Ở đây các bạn sẽ thấy các Brawler mà các bạn yêu thích sẽ có những trang phục kỹ năng mới mà ở trong game Brawl Star không có. Và ở video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về những gì mà bản mod này sẽ đưa ra. Đầu tiên là trang phục Cybercode mà tôi đã từng giới thiệu với các bạn ở các video ngắn trước kia. Còn ở bản cập nhật này chúng ta sẽ có hai Brawler mới. Đó chính là Roti. Đây chính là Roti. Và Brawler thứ hai đó chính là Oshi, một nữ chiến binh mới nhất của bản mod này. Trước khi đi sâu vào hai Brawler mới này, tôi sẽ cho các bạn xem qua những trang phục mới nhất của bản cập nhật này. Đầu tiên đó chính là Mr. P. Mr. P với trang phục bác sĩ điên, vì bác sĩ điên mà các bạn thường thấy trong các bộ phim hoạt hình được chiếu trên TV. Xoay một vòng quanh trang phục này, tôi thực sự thích bộ trang phục này, nó rất phù hợp với Mr. P. Tay trái cầm một bình thí nghiệm hóa học và kèm theo đó là hai Brawler pin mới cực kỳ đẹp. Các bạn đánh giá trang phục này như thế nào? Và còn đây là Saha. Chiến binh này tôi đã từng giới thiệu với anh em ở các video ngắn trước đó. Thì lần này anh ta đã được cấp một trang phục mới cực kỳ dễ thương và cá tính. Đó là trang phục vua phục sinh Saha. Với màu hồng và màu xanh làm chủ đạo, trang phục này thực sự rất hợp với thân hình đô con của Saha. Moilan cũng là chủ nhân của bản mod này. Golian là trang phục mới nhất của Brawler này. Ở bản cập nhật này thì Anthony không có thêm trang phục nào cả. Vì vậy khuôn mặt của anh ấy lúc nào cũng buồn. Và để tôi xem lần này Ca có trang phục gì mới nhé. Ca đâu rồi? Vâng, đây chính là Ca. Và trang phục lần này của Ca chính là Mountain Rider Ca, với chú chó trị nhân màu xanh và với một vũ khí mới, đó chính là cánh tay của anh ấy luôn. Cánh tay bị gãy và Ca đã dùng cánh tay của anh ấy để làm vũ khí. Slick Ca thì skin này thì tôi đã giới thiệu ở bản trước đó rồi. Ở version này thì Bun cũng đã có thêm cho mình một trang phục mới. Đó chính là Minotaur Bun, bộ trang phục nhân ngưu với cặp sừng trắng nổi bật làm cho Bun trở thành một dị nhân nửa người nửa bò cực kỳ độc đáo. Và trang phục này là đến từ trong truyện thần thoại Hy Lạp. Và skin Neon Bun này thì tôi đã giới thiệu lần trước đó rồi. Và tôi thực sự đánh giá cao trang phục Minotaur Bun này. Để xem ta còn có gì thêm nào. À, tôi nhớ rồi, chúng ta còn có một trang phục mới, đó chính là Jinsetie, một phiên bản hoàn toàn mới của Colette. Đâu rồi nhỉ? Colette đây. Trang phục này là hai cánh tay của cô ấy có hai cái bẫy và ôm theo một con khỉ đồ chơi. Cực kỳ là sáng tạo. Và kèm theo đó là rất nhiều Brawler pin mới. Bạn thấy trang phục này thế nào? Nếu ấn tượng với trang phục này thì các bạn hãy để lại bình luận nhé. Đây chính là Brawler pin mới của trang phục này. Ngoài ra còn có thêm nhiều trang phục và Brawler khác nữa, nhưng những cái đó tôi đã giới thiệu với các bạn ở các video ngắn trước đó rồi. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu qua cho các bạn xem. Và sau khi xem xong những trang phục và những Brawler cũ thì chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu vào hai Brawler mới nhất. Đây chính là
con bạch tuộc đột biến nhỏ là người bạn đáng yêu Rukuti. Cô ấy yêu mùa hè, bãi biển và xây lâu đài cát. Mặc dù rất rụt rè nhưng cô ấy rất biết cách để tạo ra sự tôn trọng và dịu riêng của mình. Còn tiện ích của Oshi thì triệu tập những người bạn cua sống trong lâu đài cát của nó. Những con cua này đổ nước lên mặt đất xung quanh và làm cho bất kỳ kẻ thù nào đi qua sẽ bị chậm. Còn bây giờ tôi sẽ thử chơi Oshi xem cách đánh của cô ấy sẽ như thế nào nha. Oshi là một dạng tấn công gần và cô ấy dùng xúc tu của mình để tấn công đối thủ. Tôi chơi khá là kém sử dụng Oshi vì cô ấy phải tiếp cận Brawler khác mới tấn công được. Tôi thì thích kiểu Brawler tấn công từ xa. Oshi là một con bạch tuộc đột biến nhỏ và là một người bạn đáng yêu của Rotti. Cô ấy yêu mùa hè, bãi biển và xây lâu đài cát. Mặc dù rất rụt rè nhưng cô ấy biết cách để tạo ra sự tôn trọng và dịu riêng của mình. Cô ấy sử dụng các xúc tu trên tay của mình để tấn công và tự vệ, đồng thời có thể kêu gọi những người bạn cua của mình để giúp đỡ trong trận chiến. Như ở trong trận đấu này thì các đối thủ của tôi chủ yếu là tấn công tay dài nên tôi không thể tiếp cận được, khá là khó khăn và máu của cô ấy rất là ít. Tôi chơi khá là tệ đúng không các bạn? Và tiếp theo là nhân vật Rotti. Rotti chính là nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Đây, Rotti đây. Rotti có Gadget đẩy lùi vụ nổ và Rotti kết hợp lá chắn giật của mình tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ để đẩy lùi tất cả các kẻ thù ở gần. Mỗi trận đấu sẽ có 2 lượt và anh ấy cũng có 2 Super Power như các Brawler khác. Bây giờ tôi sẽ thử xem Rotti đánh như thế nào. Rotti có một nhiệm vụ rất cụ thể, đó là đánh bại tất cả các dị nhân trong Brawl Stars. Anh ấy có thù hận cá nhân với họ. Người bạn tốt nhất của anh ấy chính là thanh kiếm. Rotti có khả năng kỹ năng cận chiến và né đòn của kẻ thù. Bạn hãy coi chừng vì Rotti sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả các Brawler bị đánh bại. Khi anh ấy có Super Ball One thì anh ấy sẽ ném thanh kiếm của mình về phía đối phương. Các bạn có nhận xét gì về những Brawler mới và những trang phục mới trong bản cập nhật này của nhóm MyLastStar nào? Video của tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe và để lại những bình luận mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.